Lúc này thì nhiệt độ tại địa điểm thi đấu đã có phần dịu hơn so với những ngày tập luyện vừa qua. Và chúng ta hy vọng rằng các cô gái của chúng ta sẽ có được thể lực và điểm rơi phong độ để hoàn thành mục tiêu tấm huy chương vàng và mang về niềm vui, niềm tự hào cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Và như vậy là hiệp 1 của trận đấu đã bắt đầu. Trong hiệp 1 này thì đội tuyển nữ Việt Nam bảo vệ khung thành bên phía tay trái màn hình của quý vị khán giả. Đã chuyền đường chuyền quyết định để loại bỏ hoàn toàn hàng phòng ngự của đội tuyển Thái Lan và đưa bóng đến chân của Huỳnh Như. Và sau đó thì Huỳnh Như đã ghi bàn thắng quyết định để mang về tấm huy chương vàng SEA Games lần thứ 7 cho đội tuyển nữ Việt Nam. Thu Thảo. Cú sút của Hải Yến, bàn thắng cho đội tuyển nữ Việt Nam. Đó là một tình huống xử lý ở đẳng cấp cao của Phạm Hải Yến. Rất tuyệt vời. Thì Hải Yến và Huỳnh Như là bộ đôi tiền đạo rất quan trọng và đã thi đấu ăn ý với nhau trong rất nhiều năm qua. Mỹ Anh, Hải Yến. Lần này thì thủ thành của Malaysia đã chọn vị trí chính xác. Đường chuyền dài vừa rồi là của Diễm My. Vẫn là các cầu thủ áo đỏ. Đấy rồi, giữ thì vâng. Ghi bàn đi, không vào, bóng đập xà ngang, không vào. Vẫn còn, không được rồi, quá đáng tiếc, bóng đập xà ngang tình huống vừa rồi. Quả tạt của Mỹ Anh vẫn lại Huỳnh Như, không được rồi. Huỳnh Như bật lên nhưng bóng vẫn là hơi với. Đây là dứt lim. Rút lim đã để mất bóng. Liệu quả tạt hay không đây? Tạt bóng Huỳnh Như. Trả tuyến đây Hải Yến. Không vào. Lại cột dọc. Cột dọc sáng ngang liên tiếp. Từ chối những bàn thắng của đội tuyển nữ Việt Nam. Lại một tình huống thiếu may mắn nữa của các cô gái áo đỏ. Liên tiếp là những cơ hội được các cô gái áo đỏ tạo ra. Chọc kè Mỹ Anh vẫn còn đánh đâu Huỳnh Như, không thể tin nổi Huỳnh Như lại không thể có bàn thắng tình huống vừa rồi. Một pha tiếp bóng có vẻ như là hơi với của tiền đạo số 9. Rất hay, dứt điểm đi. Vào. 2-0. Người ghi bàn có vẻ như là tiền vệ Dương Thị Vân. Hậu vệ Sima Kumha của Malaysia vừa quả đi bóng rất hay Huỳnh Như. Cơ hội của Huỳnh Như, quả tạt của Huỳnh Như. Vào rồi, 3-0. Phản lưới nhà, vậy là một hậu vệ của Malaysia đã phản lưới nhà. Sau quả tạt của Huỳnh Như. Hơi tiếc một chút. Nhanh, rất thoáng. Khá hay, Hải Yến. Không được. Anh Nhã. Cú sút, bóng rơi sang ngang. Việt Nam xuống tập đầu và là Karani Lê Đập Rắn thì Bích Hội Nghị Ngày Dìm Chính. Nhưng Lê Đập Rắn Mối thì Văn Đồng Chính. Chúng nó với mình là Cò Lê Đập Mối thì Thử Thái. Nhưng Lê Đập Rắn. Đó là hai cầu thủ quê ở Nghệ An. Hải Yến rất hay. Chưa vào. Ba cầu thủ của đội tuyển nữ Việt Nam cùng di chuyển. Đó
đó là một bài tấn công sở trường Thanh Nhã. Một chuyền dài của đội bạn khá chính xác, nguy hiểm quá. Rất may là cú sút của tiền đạo mang số 12 Justin, bóng lại không đi vào lưới. Khổng Thị Hằng gần như đã đứng yên trong tình huống này. Đó là một pha Menezi đập đầu là Karadi lệ đập bấy Nuva Zira Muhammad Zani Chính chúng đầu bên đây là còn lệ đập ra bốn Nuru Adi Rolling cú sút không được. Substitution for Menezi player number 13 Nuva Zira Muhammad Zani replaced by player number 19 Nuru. Cầu thủ có khả năng chơi đầu tốt. Chí đây hoàn toàn có thể là một tình huống sút thẳng về khung thành của Malaysia. Quả treo bóng của Thái Thị Thảo. Không có phạt góc cho đội tuyển nữ Việt Nam. Và xác định là bóng đã không chạm bất cứ một cầu thủ nào. Cô gái của chúng ta cũng đang rất nỗ lực để tìm kiếm thêm những phương án. Vũ Thị Hòa phối hợp với Vạn Sự. Hoàng Thị Loan và phối hợp của ba cầu thủ Hà Nội. Thái Thị Thảo, Thùy Trang, Thành Nhã. Malaysia nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng cho đội tuyển Việt Nam. Có lẽ là Vũ Thị Hoa đã bị thổi phạt. Là trọng tài chính đã đổi còi khép lại trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Malaysia. Chung cuộc của chúng ta. Alo, một xin nhìn nhé. Trong lập đội pha bên trọng là đội quân của tây Việt Nam với Malaysia tổn. Ladies and gentlemen, full time score in Vietnam 3, Malaysia 0. Với buổi bình luận trước trận đấu cũng như cuộc so tài của đội tuyển nữ Việt Nam gặp đội tuyển nữ Myanmar. Chào buổi sáng, chào buổi tối, 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 ch